Buổi sáng với bữa sáng tuyệt vời. Cho thật nhiều ớt để có một món súp cà siêu cay. Wow, cay đến nỗi bốc lửa luôn kìa. Vi đang tính làm gì đây? Thì ra là Vi đã làm nóng ba mát súp lại. Nhưng mà cứ như thế này làm sao mà ăn được. Bực mình thật. Một cách ăn thật là bạo lực. Chị thấy em thông minh chưa? Món súp ăn giá thật là mát này. Ôi, Lê Vi, em làm cái gì đấy mà lạnh thế? Ấm hơn một xíu rồi đấy. Hả? Mẹ bơi vào một gì? À!
thấy lạnh quá. Làm nóng bể bơi lên nào. Này chị Trang, chị định biến em thành lợn quay à? Wow, nước nóng quá, thật là đã quá đi. Chị Trang này, muốn chiến đấu với em à? Chị Trang nước trong nhà đã bị Vi đóng thành đá mất rồi. Tắm trong nước lạnh như thế này mới thích chứ. Này Vi, em làm nước của chị nguội hết rồi này. Bể bơi này là của chị nên chị sẽ chất củi để đun sôi nước lên. Đúng là đồ ngốc, củi cho xuống nước thì làm sao mà cháy được. Xem chị đây. Thấy gì chưa? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Cuộc chiến giữa băng và lửa thật là gay cấn. Come on, yeah! Hả? Vì lửa đã